Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các văn bản của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2022. Trong đó, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè theo chỉ đạo của Bộ Y tế, lồng ghép với các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh Covid-19, sốt xuất huyết các dịch bệnh khác để xử lý kịp thời và tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận hỗ chiếu vaccine theo đúng thời gian và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục triển khai đồng ghép các hoạt động kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch nói chung trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, sốt xuất số, số huyết và các dịch bệnh mùa hè.